Má không hiểu sao con luôn có ý phản đối hôn nhân của anh hai với Lam Tiên vậy. Con có điều gì không thích chị Tiên hay sao? Không có. Con thương chị Tiên còn không hết mà. Nhưng con nói thiệt, con không thể nào ủng hộ được cái đám cưới đó má. Tại sao? Con nói chuyện này, má hứa phải giữ kín giùm con nha. Không thôi anh hai chửi con là nhiều chuyện á. Được, được rồi, má hứa, con nói đi. Má, anh hai, anh có người yêu từ lâu rồi đó. Nếu mà bây giờ anh đi cưới vợ thì người đó sẽ đau khổ vô cùng. Rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đó má. Thằng Hoàng có người yêu từ lâu rồi hả? Người yêu của nó là ai vậy? Có phải cái cô làm luật sư gì đó không con? Mà má hỏi chị kỹ vậy? Loan à, con cần phải hiểu nỗi khổ của ba con. Chuyện cưới hỏi của anh con và Lam Tiên không có thể khác được con à. Con nói cho má biết đi, người yêu của anh Hoàng là ai vậy con? Má sẽ tìm gặp để giải thích rõ ràng rồi xin lỗi người ta. Má không có làm gì đâu con. Không nên đâu má. Má tới nói chuyện sẽ làm cho chị đau khổ hơn nữa. Con nói ra chuyện này nhằm mục đích má có thể giúp anh hai thôi chuyện cưới chị Tiên. Còn nếu mà má không làm được thì con nghĩ má cứ coi như là không hề hay biết gì, như vậy sẽ tốt hơn. Má không muốn làm tổn thương ai hết, nhưng trong chuyện này má không hy vọng có thể giúp được nó đâu. Với lại nếu anh con không cưới Lam Tiên thì chính Lam Tiên cũng sẽ đau khổ lắm. Con không biết, mọi chuyện á là tùy thuộc ở ảnh thôi. Nhưng mà nếu là con á, không đời nào con chấp nhận đâu. Cả nhà đi đâu hết rồi em? Tối qua ba má đã dặn rồi, sáng nay anh đi với chị Tiên tới biệt thự Vĩnh Khương. Giờ này anh còn hỏi nữa. Chết cha, anh quên mất tiêu. Chắc ba má la dữ lắm hả? Ba không có nói gì, chỉ có má là cằn nhằn chút thôi. Vậy mà hả? Sáng nào không thấy anh đâu, tưởng anh cố tình tránh mặt chứ. Đâu có, anh quên thiệt mà. Anh hai, chuyện đó anh tính sao? Chuyện đó là chuyện gì? Thì chuyện ba má ép anh cưới chị Tiên đó. Anh cũng không biết tính sao nữa. Nhưng một khi bà đã quyết định rồi, khó mà cãi lại. Trời, anh nói gì kỳ vậy? Cưới vợ là cưới cho anh. Anh không đồng ý á thì phải đấu tranh tới cùng chứ. Nhưng anh không muốn làm bà má buồn nữa. Nói vậy á, tức là anh đồng ý cưới chị Tiên rồi sao? Còn chị Phượng Trân, anh tính ăn nói sao với chị đây? Anh cũng chưa biết nữa. Kệ, tới đâu hay tới đó. Em không ngờ anh lại tệ bạc tới như vậy. Không lẽ trước giờ anh không hề yêu thương chị Trân thật lòng hay sao? Em nói như vậy là quan cho anh rồi. Tình yêu của anh dành cho Trân là chân thành mà.
Yêu thì phải đấu tranh tới cùng để bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu là em, cho dù ba má có chê ba anh tài nghèo mà không đồng ý thì có chết em cũng không nghe theo nữa. Em đâu lạ gì cái cách của ba, luôn coi lời hứa quý hơn sinh mạng của mình mà. Em nói anh làm sao chống đối ba đây? Hơn nữa anh cũng không thể chối bỏ người con gái bơ vơ tội nghiệp đó. Anh đành phải xuôi tay vì nghĩa quên tình thôi em.